Dạ tao mời ha, thì ông anh mình mới đưa cho mình cặp hú và bò con ở bên nhà anh đem qua cho mình. Đây, anh em nào khách thì alo cho mình, số điện thoại mình là 0929 887 346 ha. Nói chung là chim của ảnh bên bệnh ghép là chim của mình đưa qua thôi chứ không có khác gì chim mình hết á. Đó, cho nên là màu sắc thì anh em tự nhận định ha. Thì màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu vàng gì đó mọi người cứ nhận định như thế nào ha. Đây. Hai con. Anh em nào khách thì alo cho mình, số điện thoại mình là 0929 887 346 ha. Bữa giờ ảnh là anh nuôi cái lồng tròn cho nên con chim nói chung là chim ra mổ ăn uống ok hết. Đó, mình sẽ quay sát sát cho anh em có thể là xem được màu móng mỏ như thế nào. Đó, mình sẽ quay xa xa để anh em có thể là cảm nhận được cái màu của nó, là mình không có hồi chỉnh áp hay chỉnh gì hết. Anh em lưu ý đây là con chim con lên nha, chứ không phải là con bổi lớn hay con gì hết nha. Sờ gãy được hết nha anh em. Nói chung mình là nó còn lạ mình. Chứ không phải như mấy con chim con của mình. Con này còn sờ được. Đây. Con tên thì đó. Thì anh em khách thì alo cho mình ha, số hộ mình là 0929 887 346. Thì gọi liền hay còn liền mà mình gọi trễ thì hết nha anh em. Thì bây giờ thì mình giao được Sài Gòn luôn rồi nha. Còn ví dụ mà anh em ở vùng xa xa lân cận thì mình không giao được. Mình chỉ có giao được ở Sài Gòn thôi. Giờ Sài Gòn, Bình Dương, Sài Gòn. Gọi đâu nữa ta? Nói chung là xe thì chủ yếu là đi Sài Gòn thì mình đi ráp xuống, chứ còn xe khách thì mình cũng không có xe để đi nữa mọi người đó, cho nên anh em lưu ý mình chỗ đó ha. Còn anh em nào thấy dùng ở xa xa mà bắt ở này á, thì cũng phải chờ khi nào có xe được á, thì mình mới gửi đi được nha. Cho nên là anh em không cảm cho mình thì chỗ đó, cho nên là chủ yếu là bây giờ ở nơi nào đi được thì mình nói đi được, còn không đi được thì mình hiện tại bây giờ mình báo sẽ không đi được ha. Nói chung là cặp này nó đỏ hơn cặp này của mình. Tại vì cặp này của mình nó nhỏ ngày hơn cặp này. Con này thì nó bắt đầu nó chuẩn bị nó có áo mới rồi. Còn chim con của mình thì hiện tại nó chưa đậu lông. Đó mọi người nhìn, hãy nhìn tướng là mọi người biết được. Đó. Nói về nhà mình là nó ăn cám ngon không mọi người. Cám này là cám mình làm. Ở bên bển là ảnh cho ăn ăn mùi tôi không, ảnh còn cho ăn sang mình á, ảnh là sâu dế trứng kiến cầu cào là ảnh có đủ hết. Tại vì cái nhà vườn của ảnh mọi người cũng biết là rất là rộng, kế bên là quy một khoảng khu vườn kêu bằng khá là to nữa, cho nên ảnh thọc trứng kiến với là ảnh quơ cà cào là dư sức cho chim ăn luôn. Nhưng mà bông hoa gì thì mình chưa thấy có gì hết, không thấy mà không biết có hay không thôi nha. Tại vì nói chung là cặp này thì chủ yếu là cha mẹ nó rất là đỏ thôi, chứ còn mà ví dụ mà ghép bông thì chưa thấy. Từ lúc mà cái ổ của ảnh đem qua cho mình á, rồi tính nay là ổ này là đổ thứ ba thứ tư rồi. Ý ảnh nói hư một ổ à, đúng rồi, cũng thứ ba thứ tư rồi. Hồi trước ảnh bắt anh nuôi rồi xong ảnh tính giữ là làm giống á, cho nên là không được. Rồi sau đó ảnh mới chia lại hết cho anh em chơi, thì mình cũng qua bắt mấy lần mình chia cho anh em á. Mình sẽ quay sát lại một lần nữa cho anh em xem ha. Thì nói chung là quay rất là rõ rồi kỹ để anh em có thể là xem nhận định trước, chứ mình thì không có quảng cáo chim hay là mình mô tả hay là mình tăng màu tăng gì hết đó. Thì anh em nhìn có thể là tự nhận biết được ha.